Xin chào quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay clickbox.com sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần các phương pháp phân tích cũng như là phương pháp học tập. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về lý thuyết DAO, một cái nền tảng của phân tích kỹ thuật. Thì như quý vị đã biết thì trong rất là các nhiều tài liệu mạng thì chúng ta đã thấy rằng lý thuyết DAO đã được phát biểu rất là nhiều cũng như trên mạng. Lý thuyết DAO thì được ra đời bởi Charlie DAO, là một cha đẻ của phân tích kỹ thuật. Như vậy đây thì tất cả những cái nhà phân tích kỹ thuật thì thường thường họ sẽ phải dựa vào lý thuyết DAO để họ có thể phân tích được tất cả các trạc tham lên cũng như là những cái công cụ. Tất cả những công cụ kỹ thuật thì thường thường có một cái điểm yếu là thường thường sẽ chạy chậm hơn cái đường giá. Tuy nhiên lý thuyết DAO nó sẽ phát biểu cho quý vị, nó sẽ cho quý vị thấy rằng những cái xu thế nhất định của thị trường và chúng ta sẽ đi theo những xu thế đó. Khi mà quý vị nắm được cái xu thế thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái rủi ro cũng như là chúng ta phân tích được đi đúng hướng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị và các bạn cái lý thuyết DAO của Charlie DAO, một cái nền tảng phân tích kỹ thuật của bất kỳ một nhà phân tích kỹ thuật nào cũng có thể cũng phải qua cái chương trình này. Thì đầu tiên để nói thì lý thuyết DAO thường thường sẽ được phân tích trong cái biểu đồ dài hạn từ vài chục năm cho đến một thế kỷ hoặc là vài năm hoặc đến vài tháng vân vân. Thì tại các tham lên thì nó sẽ xuất hiện các nó sẽ xuất hiện cái các xu thế khác nhau. Thì lý thuyết DAO nó có điển hình có hai xu thế, thường thường nó có ba xu thế nhưng mà một cái xu thế thứ ba thì tôi cũng không muốn nhắc đến bởi vì nó là xu thế nhỏ, xu thế cấp 1 và xu thế cấp 2. Cái quan trọng chính của cái lý thuyết DAO đó là cái xu thế cấp 1. Cái xu thế cấp 1 nó nắm với vai trò chủ đạo trong nắm vai trò chủ đạo của thị trường mà chúng ta cần phải đi theo. Giả sử như với xu thế giá đi xuống thì mạnh mẽ như trên biểu đồ quý vị có thể thấy rằng một cái xu thế giảm như thế này thì đây chính là một cái xu thế cấp 1. Và trong cái xu thế cấp 1 này thì sẽ có xuất hiện các xu thế cấp 2. Thì các xu thế cấp 2 này nó sẽ ngăn chặn cái sự giảm giá của cái xu thế cấp 1. Bởi vì cái tâm lý thị trường quý vị đám đông ở đây sẽ được chia ra rất là nhiều. Đối với thị trường tài chính nói chung và cái thị trường forex nói riêng thì quý vị có thể thấy rằng đám đông thì được chia ra làm phe mua và phe bán. Đám đông ở đây sẽ gồm các giới ngân hàng, siêu ngân hàng, các quỹ đầu cơ, rồi các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư nhỏ và lẻ. Thì cái đám đông này nó sẽ được chia ra thành hai phe, đó là phe mua và phe bán, và lực thị trường thì luôn luôn được tạo ra bởi những cái phe mua phe bán này. Phe nào nắm ưu thế thì nó sẽ phe nào mà nắm ưu thế thì nó sẽ được chuyển thành một cái xu thế cấp 1. Tôi giả sử như trường hợp quý vị thấy ngay ra cái giá vàng hiện tại của này cho quý vị cái giá euro, thì giá euro hiện tại thì quý vị thấy rằng cái xu thế giảm đang được chiếm ưu thế hơn so với tất cả so với cái xu thế bán, xu thế mua vào. Quý vị thấy rằng với thị trường giảm như thế này thì chúng ta thấy rằng thị trường này đang có một xu hướng giảm, vậy xu thế cấp 1 là xu hướng giảm. Trong cái xu thế cấp 1 giảm thì quý vị thấy rằng có những cái lần giá phục hồi trở lại đấy quý vị. Giá phục hồi trở lại thì đây chính là những cái xu thế cấp 2. Thì những xu thế cấp 2 này nó ngăn cản cái sự giảm giá. Thì chúng ta phải thể giải thích tại sao mà lại cái xu thế cấp 2 này. Cái xu thế cấp 1 là những cái giới đầu cơ ra xuống họ chỉ cái tư tưởng đánh xuống, tức là họ cho rằng họ phân tích cơ bản và họ cho rằng đồng euro sẽ không có tương lai hay hoặc là đồng euro mất giá thì họ sẽ bán tháo. Tuy nhiên cái xu thế cấp 2 xuất hiện là những cái nhà đầu cơ nhỏ lẻ, ví dụ như là nhà đầu cơ chộp giật và trong ngắn hạn. Những nhà đầu cơ trong ngắn hạn thì họ luôn luôn tìm kiếm cơ hội mua vào hoặc là bán ra một cách chớp nhoáng hơn để chúng ta họ có thể hoàn toàn kiếm được cái lợi nhuận khi mà họ tham gia ở trong cái thị trường. Cái xu thế cấp 1 nó sẽ được hình thành cũng như là được giao dịch khá là bền vững khi mà thị trường ổn định cho một cái tin tức nào đó, trừ khi nó đảo chiều khi mà cái giới đầu cơ giá xuống hoặc giới đầu cơ đã lên họ suy nghĩ. Như trường hợp này ví dụ quý vị có thể thấy với thị trường của tỷ giá một đồng bạc euro thì quý vị thấy rằng một xu thế cá cấp 1 là luôn luôn là giảm. Như vậy thì những cái nhà đầu cơ giá xuống này họ sẽ liên tiếp đánh xuống với một cái mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên khi mà họ cảm thấy rằng họ phân tích cơ bản cũng như là họ cảm thấy rằng cái lợi nhuận nó quá cao hoặc là đã cần phải tất toán cái trạng thái thì họ sẽ chốt lời. Tất nhiên cái trạng thái chốt lời này nó sẽ làm cho thị trường dao động
bật ngược trở lại, tức là sẽ có đà tăng. Lúc này thì sau khi mà họ rớt lệnh thì họ sẽ suy nghĩ và xem xét xem có nên đánh lên hay không. Có những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng giá lên rất 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 mạnh và giá xuống rất mạnh đúng không ạ? Thì tôi giả sử những cái tâm lý thị trường khi mà giá tăng, cái xúc tích cấp 1 nó chiếm chủ đạo trong cái giá tăng này. Lúc này thì tại đỉnh điểm, tức là những cái người mà đã mua ở cái biểu mức giá thấp, họ sẽ chốt lời hoặc họ cho rằng tỷ giá euro đã ở mức quá cao và họ cảm thấy nghi ngờ về cái mức giá này, cũng như là họ tham lam chốt lời. Như vậy thì khi họ chốt lời thì làm cho giá sụt giảm trở lại. Lúc này thì như quý vị đã biết rằng ở trong cái giới thị trường FX của chúng ta thì thị trường mua bán hai chiều và cơ hội thì luôn luôn được hiện diện rõ. Như vậy khi giá xuống thì họ lập tức quay sang họ bán xuống. Lúc này xu thế cấp 1 sẽ được chuyển thành lúc này xu thế cấp 2 giảm điều chỉnh sẽ được chuyển thành xu thế cấp 1 và xu thế giảm đã chiếm ưu thế. Thì lúc này người ta nói rằng là chúng ta lại nắm được cái xu thế cấp 1 chính. Như vậy thì thường thường họ sẽ dựa vào các chỉ số kỹ thuật. Tôi sẽ ví dụ như là cái giải Sonic A của Mr. Sonic. Quý vị thấy rằng ông ấy cho rằng xu thế cấp 1 hình thành khi mà giá được giao dịch dưới cái đường đường MA, đó là cái xu thế cấp 1. Cái xu thế cấp 2, cái xu thế cấp 1 mà được giao dịch trên đường giải MA thì đó là cái xu thế cấp 1 tiếp theo. Thì như vậy thì cứ khi nào mà thị trường được giao dịch theo giải Dragon thì là cái xu thế cấp 1. Trường hợp mà giá giao dịch dưới giải Dragon đó là xu thế cấp 1, là xu thế giảm. Trường hợp mà giao dịch trên giải Dragon, xu thế cấp 1 là xu hướng tăng. Như vậy thì khi mà quý vị nắm rõ được cái quy quy tắc cũng như là cái quy luật giao dịch cho cái xu thế, thì chúng ta thường thường chúng ta sẽ đi theo đám đông ở trong các xu thế khác nhau. Đám đông này nó sẽ giúp cho chúng ta gia tăng cái lợi nhuận. Như vậy thì trường hợp ví dụ như khi mà quý vị giả sử một trường hợp mà quý vị nắm sai cái chúng ta không xác định được cái xu thế nào là xu thế cấp một, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ như tôi sẽ thực hiện một cái lệnh bán tại cái khu vực này. Như vậy quý vị có thể thấy rằng trong trường hợp mà tôi bán ở đây thì giá nó sụt giảm, tôi sẽ không đo được giá nó sẽ giảm về đâu. Ở thị trường chúng ta nó cái điểm khó nhất không phải là cái điểm dừng lỗ mà cái điểm chốt lời, tức là chúng ta sẽ thoát hàng ra khi nào, đó là cái khó của thị trường. Như vậy trường hợp như tôi bán, tôi đặt một cái lệnh click sell tại cái khu vực này thì tôi sẽ kiếm được lợi nhuận rất là thấp. Và nếu những trường hợp mà tôi kỳ vọng cho giá xuống nữa thì lúc này thì rõ ràng là tôi không kỳ vọng được, tức là kỳ vọng được đã không đạt được và giá cứ đi lên. Và khi trường hợp mà tôi không đặt stop loss ở một cái điểm nào đó thì chúng ta sẽ rất dễ là nguy hiểm cho cái tài khoản của mình khi mà giá tiếp tục tăng cao tăng cao tăng cao đó. Như vậy cái xác định xu thế rất là quan trọng ở trong cái thị trường chúng ta. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là làm sao để xác định được xu thế đúng không ạ? Thì như tôi nói chúng ta sẽ có rất là nhiều cách, đó là chúng ta dựa vào cái nguyên lý Bryson, tức là cái hành động giá. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng vào các công cụ phân tích kỹ thuật. Ví dụ như là rất nhiều các nhà đầu tư họ sử dụng cái bộ công cụ đó là công cụ Ichimoku chẳng hạn. Tôi ví dụ. Thì quý vị có thể thấy rằng gì giá cứ nằm dưới giải Dragon đó là thể hiện cho một xu hướng giảm. Lúc này thì người ta nói rằng xu thế cấp 1 là khi mà giá nằm bên dưới giải Dragon thì lúc này người ta nói rằng xu thế cấp 1 là xu thế giảm, giá nằm chủ đạo là xu thế cấp 1. Trường hợp giá mà nằm trên giải xin lỗi quý vị, nằm trên giải đám mây Kubo. Đây là chúng ta đang sử dụng với Ichimoku thì chúng ta nói đến Kumo, tôi xin lỗi cái phần phần kia đúng không ạ? Khi mà giá nằm bên trên Kumo thì lúc này người ta nói giá tăng là cái xu thế cấp 1 và giải dây Kumo này nó sẽ hỗ trợ cho sự tăng giá, tức là cái đường nó là giải hỗ trợ cho cái giải cho cái giá đại diện của chúng ta. Như vậy khi quý vị chỉ cần hiểu được như vậy chúng ta đã nắm được cái xu thế. Ví dụ như giá euro hiện tại với trên biểu đồ weekly thì tôi nói rằng gì xu thế cấp 1 đang là xu thế giảm và giải Dragon đang là gì ạ? Tư tưởng tôi là đánh xuống. Khi nào mà cái giá này được giao dịch trên giải đám mây Kumo tôi sẽ có suy nghĩ đánh lên. Quý vị có thể thấy rằng tại sao mà rất là nhiều các nhà đầu tư họ viết robot mà họ rất là thắng, bởi vì họ chỉ suy nghĩ tư duy đơn giản như vậy thôi, tức là cứ đúng thì họ nuôi mà sai thì họ cắt. Tức là trường hợp này thì trường hợp giá mà giao dịch trên giải đám mây Kumo thì họ sẽ bắt đầu lệnh mua, giá giao dịch dưới đám mây Kumo thì họ giao dịch lệnh bán, họ bám sát theo cái lý thuyết Dow. Như vậy thì
họ cũng khá là thành công ở trong thị trường này. Thì đây là cái phần 1 mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn để chúng ta có thể nắm rõ hơn về cái sit down. Lần sau tôi sẽ hướng dẫn thêm về cái làm sao để xác định cái sit down và cũng là nền tảng của phân tích sóng Elliott để chúng ta có thể nắm rõ hơn cũng như là tính toán từng bước sóng kết hợp với các công cụ Fibonacci và hệ thống công cụ Fibonacci, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn trong cái giao dịch của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi, và chúng ta có thể theo dõi thêm những phần tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.